Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 22 tháng 5, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long bắt đầu tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội chuyên trách Trịnh Minh Bình, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phong, chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long, sáng nay đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Thành Trung, Thành Lợi, Tân Thành và Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân để báo cáo với cử tri dự kiến nội dung kỳ họp. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 được chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6. Khoảng thời gian giữa hai đợt họp, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Trong kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật khác, đồng thời xem xét các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Bình Tân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giỏi về tuyến y tế cơ sở để phục vụ tốt cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Sớm tháo gỡ giải quyết việc một số ngân hàng buộc người vay mua bảo hiểm tiền vay, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay được đầy đủ và kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thời gian qua, các cấp ủy đảng bộ, chính quyền huyện Vũng Liêm đã có nhiều việc làm cụ thể thiết thực trong công tác dân vận, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật, tích cực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường đan tại ấp Quà Hiệp, xã Trung Thành Tây có chiều dài 2,1 km, ngang 2 m, vừa được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng từ nguồn vận động và sự đóng góp của nhân dân địa phương. Sau khi hoàn thành, công trình phục vụ cho trên 300 hộ dân trong và ngoài ấp đi lại giao thương hàng hóa. Việc thực hiện tuyến đường đan này cũng góp phần tiến tới hoàn thành tiêu chí giao thông của địa phương. Một số người dân có điều kiện thì đóng góp nhiều, không có thì đóng góp ít. Còn một số người dân không có điều kiện thì ủng hộ công. Cầu Thành Long 4 vừa được xây dựng hoàn thành vào tháng 9 năm 2022 với chiều dài 20 m, bề ngang 3,2 m, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 100 hộ dân của ấp Dòng Ké, xã Trung Ngãi. Nơi đây có 30 hecta được trồng lúa, trong đó 20 hecta lúa được trồng theo mô hình cánh đồng mẫu chất lượng cao. Được tài trợ 193 triệu xây cầu, bà con vô cùng phấn khởi và đóng góp thêm tiền đối ứng để chiếc cầu hoàn thành phục vụ đi lại và sản xuất. Qua quá trình vận động thì việc thực hiện tính dân chủ công khai minh bạch ở đây là khi vận động được mạnh thường quân cũng tài trợ thì ở địa phương cũng có đến vận động người dân số tiền để đối ứng với tiền mà xây dựng cầu. Muốn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thì trước mắt thì phải dân bàn, dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra thì mới thực hiện tốt. Theo lời dạy của bác là muốn làm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thì phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở địa phương. Theo Ban Dân vận huyện ủy Vũng Liêm, hàng năm phong trào thi đua dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đơn vị triển khai đến các ban ngành, đoàn thể và xã thị trấn trên địa bàn. Năm 2022, nhiều mô hình đã được vận dụng, nhân rộng do có giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng và có tính khả thi cao. Nổi bật trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tính đến nay, toàn huyện có trên 100 km giao thông nông thôn có đèn chiếu sáng, 100% tuyến đường huyện, trên 60% đường liên ấp, trên 56% đường liên xóm xây dựng đạt chuẩn. Cùng với đó, ban ngành đoàn thể hai cấp còn xây dựng nhiều mô hình giúp hộ nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững như góp vốn xoay vòng, mượn vốn không tính lãi, vận động mạnh thường quân xây nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các mô hình tuy không mới nhưng rất thiết thực và được duy trì với phong phú hình thức quy động vốn. Từ đó, góp phần cùng chính quyền địa phương kéo giảm hộ nghèo, đến nay chỉ còn 1,12% với 524 hộ nghèo, 1.506 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,23%, và 5.223 hộ có mức sống trung bình, chiếm tỷ lệ 11,02%. Tính đến nay, toàn huyện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 ấp đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Từ hôm nay, học sinh lớp 12 chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến năm 2023 trên hệ thống. Mỗi thí sinh được trường trung học phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu truy cập. Tài khoản của thí sinh là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Thí sinh tự do có thể đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục Đào tạo quy định. Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến cáo thí sinh trước khi đăng ký dự thi chính thức cần đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi. Những điểm nào chưa rõ phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký để được hướng dẫn đầy đủ, tránh sai sót không đáng có. Thông tư số 06 của Bộ Giáo dục Đào tạo mới ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, quy định thanh tra không tham gia vào các công việc trong các ban của hội đồng thi như là ký niêm phong tủ đựng đề thi, bài thi tại điểm thi, chứng kiến đóng mở phòng chứa bài thi, chứng kiến việc gieo phách trong khu vực cách ly làm phách, giám sát việc nhập điểm bài dự thi tự luận. Điều này thể hiện rõ vai trò độc lập, giúp công tác thanh tra kiểm tra thực hiện khách quan. Làm đúng chức năng của thanh tra là xem xét đánh giá xử lý theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Điều này cũng nhằm khắc phục hạn chế trước đây là thanh tra đi kiểm tra chính bản thân mình khi cùng các thành viên của hội đồng thi ký các giấy tờ, chứng kiến, giám sát một số hoạt động trong các khâu kỳ thi. Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Hồ kết hợp với chính quyền địa phương vừa tổ chức bàn giao 4 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở tại xã Thanh Đức. Diện tích mỗi căn 48m², theo tiêu chí 3 cứng, với kinh phí xây dựng là 55 triệu đồng do các cá nhân đơn vị đóng góp hỗ trợ. Tại lễ bàn giao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Hồ cùng các nhà hảo tâm tặng các gia đình nhiều phần quà dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Dịp này, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Hồ vận động tặng 7 chiếc xe đạp cho các em học sinh tại các xã Thanh Đức, Phú Đức và thị trấn Long Hồ. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong 4 tháng qua ước đạt 131.000 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng tháng 4, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt gần 39,3 ngàn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn trung ương quản lý đạt 7,5 ngàn tỷ đồng, tăng 23,1%, vốn địa phương quản lý 31,8 ngàn tỷ đồng, tăng 14,9%. Việc nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước được các bộ ngành địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng đầu năm. Sau gần 1.5 năm triển khai thi công, đến nay dự án xây dựng đường Phú Quế - Thạnh Quế - huyện Long Hồ đã đạt 80% kế hoạch với tổng giá trị thực hiện 86 tỷ đồng. Các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành 4 cầu trên tuyến là cầu Phước Yên B, cầu Bờ Trầm Lớn, cầu Hàng Thẻ và cầu Quà Thạnh. Hoàn thành thi công cấp phối đá dăm 5 trong 6 km đường, triển khai ra đá 46 để chuẩn bị láng nhựa 2 km mặt đường. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các dốc cầu và đường gom dân sinh trên tuyến, đồng thời hoàn thiện mặt đường để láng nhựa toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành công trình và đưa vào khai thác trong tháng 6 tới. Dự án đường Phú Quế - Thạnh Quế, huyện Long Hồ được thiết kế chuẩn nông thôn mới, với nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 5,2 m, tải trọng 10 tấn, với tổng kinh phí xây lắp trên 100 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu tại khu dân cư dịch vụ Phước Yên, xã Phú Quế, điểm cuối giáp với đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại xã Thạnh Quế. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân lưu thông, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dịp giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 năm nay, lượng khách du lịch đến với các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Cần Thơ đón gần 1 triệu lượt khách, tăng 139% so với dịp lễ năm 2022. Tại Bạc Liêu, trong những ngày lễ, lượng khách đến các khu điểm du lịch trong tỉnh đạt khoảng 115.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022. Tại Vĩnh Long, có hơn 70.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi, lưu trú, tăng gần 20.000 lượt so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4.000 lượt. Công suất phòng tại khách sạn, điểm du lịch, homestay bình quân ước đạt từ 60 đến 65%.